Im. Sai vậy. Good. Chào các bạn nha. Hôm nay đi shop kiểu mới. Kiểu mới cái máy nó rửa trolley cho mình luôn. Rất là interesting nha. Thanks for watching and become my movie star nha. Take care. Hôm nay mua món gì đây? Cái gì cũng tươi xanh hết. Ngon ngon. Wow, bơ gì mà tới. Lạ quá ta. Bây giờ mình sẽ mua banana. Banana đi. Ok, lấy banana ăn nha. Wow, thịt nữa. Bánh nè. Qua đây coi bánh đi. Đủ loại bánh ngọt hết á. Wow, muốn ăn bánh gì đây? Bánh kem nè. Đủ loại bánh ngon. Béo. Gì hả? Mua một túi đó đi. Trái cây tươi dễ sợ chưa. Lấy mình nè. Dưa hấu đỏ tươi luôn nè. Chuối này ngon nè. Cái tủ lạnh coi có cà rem gì ngon không. Lấy một bịch chicken popcorn đi. Hay là pepper nữa. Đây. Hả? Được. Mình sẽ mua cái này. Wow, trái dừa nè. Coconut này con. Dry coconut. Coconut. Chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi chợ ha. Đi bác sĩ. Chào cả nhà nha. Quẹo. Tối nay 9 giờ tối bắt đầu giới nghiêm rồi. Úc bắt đầu 9 giờ tối giới nghiêm. 9 giờ tới 5 giờ sáng không được đi đâu hết. Ok, muốn mua cái gì ăn? Bây giờ mua nhiều nhiều về ăn coi tivi ha. Take care. Xin chào.